Xin kính chào quý vị, tôi là Phùng Ngọc Tĩnh và hôm nay là ngày mùng 3 tháng 11 năm 2019 Thì chắc có lẽ hầu hết các bác đều biết hiện nay cái nhu cầu trao đổi, siêu tầm, mua bán các cái dòng đồ sứ ký kiểu của triều đình Lê Trịnh ở đằng ngoài cũng như là Chúa Nguyễn ở đằng trong vào thế kỷ 18 cho đến À, triều đình nhà Nguyễn vào đầu thế kỷ 19 sau này thì cái nhu cầu trao đổi mua bán là rất là cao và vì vậy giá trị đặc biệt là những cái đồ thời đời Lê Trịnh và chúa Nguyễn là đằng trong ấy, thì cái giá trị hiện nay trên thị trường của nó rất là cao và người ta nói nó có thể tính bằng cm và thường thường có thể dao động trong khoảng tiền tỷ cho một cái hiện vật thuộc các cái giai đoạn này và khi một cái gì đó mà giá trị của nó đã cao thì thôi hiện nhiên rồi phải không các bác kèm với nó sẽ là hàng giả và tỷ lệ hàng giả hiện nay không phải là ít thì cả qua đó thì nhằm giúp các bác mới chơi Một giúp một cái góc rất là nhỏ thôi vì nó đòi hỏi để phân biệt được cái dòng đồ gốm sứ nói chung và dòng đồ sứ ký kiểu nói riêng nó đòi hỏi về một quá trình thời gian nghiên cứu lâu dài được nhìn trên nhiều hiện vật thật và nhiều hiện vật giả để từ đó so sánh đối chiếu để dần dần sẽ hình thành nên được cái khả năng phân biệt đồ thật giả và tôi không có hy vọng gì là lớn lao chỉ mong góp một cái phần rất nhỏ bé nhằm giúp các bác mới chơi trong cái việc phân định cái sự thật giả hay cái đồ copy thì vậy thì với cái nhan đề là nhận biết đồ sứ ký kiểu giả thì chúng ta cùng phải thống nhất với nhau xem là cái đồ ký kiểu là cái gì cái đó bởi vì có một số bác cái bị hiểu nhầm hoặc là các bác cứ hình dung khi các bác xem về cái cái bộ siêu tập đồ siêu ký kiểu của tôi trên youtube một số bác đã comment là đây là toàn đồ đồ bình dân không phải là đồ 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 ngữ dụng cho nên cho nên là nó không phải đồ siêu ký kiểu thực ra cái cái cách hiểu của các bác như thế là là, là cái bác comment đó là không có đúng à, tại sao nó không đúng thì bây giờ tốt nhất chúng ta hãy dựa trên cái cái kiến thức cái học thuật trên cái giác độ nghiên cứu thì người ta xem xét cái khái niệm của nó như thế nào thì tôi xin được trích dẫn cuốn uh, sách của anh tác giả Trần Đức Anh Sơn có tên là đồ sứ Ký kiểu thầy Nguyễn thì trong này thì tác giả có dẫn đến rất nhiều những quan quan điểm khác nhau của những chuyên gia khác nhau về cái khái niệm đồ sứ ký kiểu thì có một uh, vài người đưa ra cái khái niệm về đặt cái tên là dòng đồ sứ ký kiểu này này là đồ sứ ngự dụng và quan dụng thời Lê Nguyễn tức là thế kỷ 18 19 ấy. Lê Nguyễn. Thì cái cái, cái khái niệm như thế, cái tên như này đấy thì nó chỉ ra được cái thời điểm ra đời là vào thời Lê và thời Nguyễn và chủ nhân sử dụng món đồ là ngữ dụng và quan dụng phải không ạ? Nhưng không thể hiện được nguồn gốc tức là ở đâu ra và phương thức ra đời. À, đấy, như vậy là chỉ nói là ngữ dụng và quan dụng thôi chứ không nói được cái phương thức ra đời nó đặt ở đâu. À. Hoặc là do ai thiết kế kiểu dáng vân vân gọi là phương thức ra đời của loại hiện vật này. Hơn nữa, nhóm đồ sứ này không chỉ được vua quan triều Lê Trịnh và triều Nguyễn đặt làm mà còn do thường dân đặt làm. Không chỉ có đồ ngự dụng và quan dụng mà còn có cả đồ dân dụng. Đấy các bác thấy chưa? Như vậy là trong này những nhà nghiên cứu người ta cho rằng là nếu với cái tên là đồ sứ ngự dụng và quan dụng thời Lê Nguyễn thì nó đã chứa dự đựng rất nhiều nhược điểm trong cái tên này. Đấy. Và trên này là trên nhược điểm. Nhưng các bác chỉ cần lưu ý cho tôi như vậy qua cái phần nêu cái nhược điểm này của cái cách đặt tên đồ sứ ký kiểu như thế này thì đó chính là người ta đã nói rằng là đồ sứ ký kiểu không chỉ có ngự dụng và quan dụng mà còn có cả đồ dân dụng đó đấy là cái lưu ý đầu tiên à, chúng ta cùng thống nhất với nhau cái lưu ý thứ hai là riêng về cái dòng đồ thời nguyễn thì nó chỉ nói nên tên nếu mà tên là đồ sứ kiểu thầy nguyễn thì nó chỉ những đồ sứ do trung hoa làm theo yêu cầu về mẫu mã do người việt đặt hàng từ năm 1804 đến năm 18 1925 như vậy thì cái cái này đấy đồ sứ kiểu thầy nguyễn người ta chỉ nói là do trung hoa làm theo yêu cầu về mẫu mã do người việt đặt làm người việt thì có thể có cả vua cả quan và cũng có thể là dân thường, Đấy do người Việt đặt làm như vậy như vậy các bác lưu ý cho cái chỗ này à, khoảng thời gian 1804 ở trên hai năm thì đến đi câu tiếp theo người ta chỉ nói là dưới các triều vua Gia Long, Minh Mạng, Thiệu Trị, Tự Đức và Khải Định à, như vậy thì những cái đồ mà do chẳng hạn như do vua Minh Mạng À xin lỗi do vua Khải vua vua Bảo Đại mà đặt pháp làm thì nó lại không không được tính vào đây đó thì như vậy ta ta sẽ thấy rằng là như vậy chỉ những đồ sứ do Trung Hoa làm theo yêu cầu về mẫu mã do người Việt đặt hàng. Còn cái dưới các triều vua này nó chỉ mang tính chất là minh họa về khoảng thời gian của các vua này. Chứ nó không nói là do các vua này đặt làm. Đó. Cho nên là các bác lưu ý. Tóm lại là qua hai cái lưu ý này các bác chỉ cần nhớ cho tôi là hàng đồ sứ ký kiểu không chỉ do triều đình và vua quan đặt làm mà còn có cả dân thường đặt làm Đó là một cái lưu ý rất quan trọng Trên cơ sở thống nhất cái khái niệm đó Thì chúng ta mới đi vào để Phân biệt thậu, thật giả đó. Thì uh, ta hãy bắt đầu theo mốc Thời gian trước là vào Đồ sứ ký kiểu thầy Lê Trịnh trước Tức là vào thế kỷ 18 Thì uh, xin được bắt đầu Với các bác bằng một câu hỏi Trong cái bốn đĩa nội phủ Thị hữu Đời Chúa Trịnh dưới đây một đĩa được cho là giả theo các bạn đó là cái nào Hoàng, tôi sẽ dành một chút thời gian để các bác chúng ta cùng nhau quan sát bốn cái đĩa a b c a b c d phải không ạ Đấy. bây giờ các bác cùng nhìn xem xem là cái nào được cho là giả đây mà hay ta nói cái khác là nhìn cái nào mà ta cảm thấy kém tinh xảo nhất nét vẽ kém nhất trong bốn cái đĩa này đĩa nội, nội phủ thị hữu tức là dành cho cho, cho thường thường là dành cho chính phi ừ. trong cái cung của trong cái phủ của chúa trị thì chỉ vì là chính phi đâm là người ta hay biểu biểu tượng là bên con rồng bên phải đây gọi là long phụng tranh tranh châu phải không ạ thì chúng ta đều thấy thể hiện ở bốn cái đĩa này là con rồng ở phía bên phải và con uh, chim phượng ở bên trái rò uh, rồng thì đương nhiên tượng trưng cho chúa Trịnh rồi còn con phượng là tượng trưng cho uh, chính phi uh, nữ phủ thị hữu. vậy thì bây giờ các các bác cùng cùng nhìn nhá tôi không rõ các bác quan điểm như nào nhưng mà theo cái cách nhìn của tôi ấy, thì tôi nhận thấy là trong bốn cái đĩa này thì nhìn về cái màu men như này thì thật khó để nói nhưng mà nhìn vào mặt họa tiết Trước tiên Thái nhìn vào con chim phượng Thì trong cả bốn cái đĩa này Thì con chim phượng ở đĩa C Đĩa C này Là theo tôi là kém tinh xảo nhất Nét vẽ Kém tinh thần nhất Trong bốn cái đĩa này Ta cùng chú ý về lông vũ này Cái lông vũ thể hiện trên thân này Trên cánh này Các bác cùng nhìn đây Tất cả ở ba cái đĩa còn lại nó đều thể hiện rất là tinh xảo, tinh tế, tự nhiên. Hay ta nói cái khác nó thể hiện cái đẳng cấp trong họa tiết, cái trình độ kỹ xảo của những cái, cái người thợ phải nói là hàng đầu vì đây là đặt làm cho chú Trịnh. Ngược lại thì ở cái đĩa C si này các bác nhìn thấy là từ cái phần cánh, phần lông vũ và các bộ phận khác trên cơ thể là thể hiện rất kém đồng thời nữa là dùng cái từ rất kém thì có thể là không chính xác phải không các bác nhưng mà kém so với ba đĩa còn lại đến tiếp theo nữa là các bác thấy những cái giải mây nó giải mây kép mà một bên là mây đen thể hiện bằng màu blue này một bên là mây, 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 mây trắng thể hiện bằng những cái màu lam nhạt hơn thì những cái độ phân biệt của nó Độ tương phản giữa hai cái màu sắc của hai cái loại mây hai cái giải mây kép ấy nó tương đối rõ rệt ở ba cái đĩa kia. Còn ở cái đĩa này thì nó gần như nhòe vào với nhau. như vậy là nó đã có những cái sự kém hơn nhất định. Và dưới quan điểm của tôi thì cái đĩa C này chính là cái đĩa kém nhất trong ba cái đĩa so với ba cái đĩa còn lại. Và theo quan điểm của tôi thì đó chính là đáp án C. À đà, cái đĩa thuộc hình C. Và đây sẽ là cái hình phóng to hơn. Và đây tôi trích dẫn từ báo tuổi trẻ các bác nhé. Cái phóng to hơn của cái đĩa C đấy. Đấy các bác cùng nhìn một lần nữa thì người ta thấy cái lông vũ này. Đó. Các nét của nó không được tinh xảo, sắc nét. Các đám mây cũng vậy như tôi vừa nói ở trên. Đĩa nội phủ thị hữu đường kính gần 30cm. Một cái đĩa rất là lớn. Được làm nhái nhưng đạt hơn 90%. Các tiêu chí của đồ thật. Nếu là đồ thật thì hiện vật này có giá bạc tỷ. Đấy các bác thấy 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 cái, cái 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 nhà báo người ta nhận định. Và gần đây chắc hẳn một số bác còn nhớ là trên trang Facebook của hội cổ vật của chúng ta có một một cái chị phụ nữ, một cái bác ở thành phố Hồ Chí Minh ấy, chị có chia sẻ việc chị bị bị bị, bị mua bị lừa mua một cái đĩa Khánh Xuân Thị Tả cũng được cho là về dòng đời đời vua Lê Chúa Trịnh với một cái giá 12.000 đô nhưng mà cái đĩa đó tôi không nói về cái đúng sai qua cái bài viết của chị đấy nhưng với cái hình mà chị đưa lên Facebook ấy, thì tôi nhận định là cái đĩa đó là cái đĩa giả 100% và nó giả thô hơn rất nhiều so với cái đĩa này cái đĩa này chính xác là nó đạt đến trăm tiêu chí đồ thật còn cái đĩa của cái chị ở thành phố hồ chí minh mà đưa lên facebook cách đây khoảng một tháng thì nó chỉ đạt khoảng tầm 5-60% thôi chỉ cần một người mà chỉ cần có một chút kinh nghiệm là có thể nhận được ra cái cái đĩa giả cái đĩa đó là đĩa giả đấy một cái câu chuyện rất là đáng buồn nhưng mà nó cũng là một bài học rất là đáng quý và cái cái việc chị chia sẻ như vậy là rất là tốt để để cho những người khác để một cái bài học rất là tốt cho những người khác để người ta tránh và đây cụ thể là cái bài báo đấy, các bác có thể tìm trên Google để tìm lại đọc cái bài báo này. Thì chính là cái bài báo nói về cái đĩa này. Sang đến một cái đĩa thứ hai cũng thuộc về dòng đồ Lê Trịnh. Ở bên phải, ba bức hình bên phải là ba bức hình thuộc một cái đĩa có hiệu đề nội phủ thị trung. Được cho là vào đời Chúa Trịnh Trịnh Sâm. Tức là cuối thế tầm cuối thế kỷ 18, để đây các bác, cái đĩa này nó có cái tên của nó là chim kêu con chim dưới cành ngọc lan mà cụ thể con chim đây có tên là chim kêu và bên trái là ba bức hình của một cái đĩa khác và các bác có nhận được ngay đây này cũng hiệu đề nội phủ thị trung ừ, các bác hãy cùng nhìn để mà cách chúng ta nhìn phân biệt đồ thật giả thì có thể mỗi người có một cách nhìn nhận như tôi thì tôi nhìn nước men trước xem cái độ chất lượng của men độ ngã màu của men và sau đó là đến trình độ các cái họa tiết thể hiện cái trình độ vẽ này các nét tự nhiên này các nét ngã màu hay độ sâu của màu lam thể hiện trên các nét vẽ thì bây giờ chúng ta hãy quay trở lại ở đây so sánh theo cặp thì bác nhận ngay ở cái đĩa bên phải từ màu men chất lượng nó bóng sáng nhưng nó ngả màu thời gian cái bóng sáng nhưng lại ngả màu thời gian cái này thì rất dễ nhận ra ở cái đĩa này và đáng nói nhất là các cái nét họa tiết từ thể hiện con chim cho đến hoa nụ hoa cho đến thân cây thân cái cành của cái cây này tất cả là những cái màu lam đậm nhạt uyển chuyển, thay đổi một cách thân tình tự nhiên hài hòa, một cái trình độ điêu luyện của người thợ. Phải nói là những cái người thợ vẽ cực kỳ điêu luyện. Nó là sản phẩm, mặc dù một bức tranh khá đơn giản, nhưng để vẽ được như này không phải đơn giản. Và so sánh với bên này thì các bác thấy ngay là ta sẽ nhận ra ngay những cái nét thô vụng của nó. Màu lam cũng kém đẹp hơn. Tất cả những nét ở đây màu lam nó cũng không thể, thể hiện được cái độ sâu các bác có thể nhìn thấy thì rất là rõ đặc biệt là cái màu men mà thể hiện ở đây thì kh kh không nói làm gì đã dễ dàng nhận ra là nó, nó non dại rồi nhưng đến cái phần màu men ở trôn đế này nó rõ nữa một cái màu bóng mới không hề có dấu ấn thời gian nào hết và rồi không có gì khó khăn các bác ơi đó chính là hàng phách ở bên trái nó không thể so sánh với ba cái bức hình bên phải này được đó và tôi đã cùng với các bác trao đổi xong hai cái hiện vật à, thuộc giai đoạn sớm của các dòng đồ ký kiểu đó là thế kỷ 18 thuộc dòng đồ Lê Trịnh. À, bây giờ ta sẽ sang đến những cái hiện vật về thầy Nguyễn. Nhà thầy Nguyễn thì nó bắt đầu thì các bác đều biết rồi sau khi mà Nguyễn Ánh đánh bại bên nhà Tây Sơn ấy, và chính thức lên ngôi vào năm 1802 nên lên ngôi thì năm 1802 nhưng mà theo lịch sử ghi nhận về ký kiểu ấy thì chính thức vào năm 1804 thì tức là năm thứ hai đời vua gia long ấy, thì mới chính thức là ghi nhận là có ký kiểu đồ sứ bên trung hoa Năm giáp tý 1804 thì bây giờ ta hãy đi vào cái hiện vật đầu tiên thì trong hai cái đĩa này đều là đề tài vẽ lân vần cầu về ông các bác thì trong hai cái đĩa này theo các bác thì cái nào sẽ là đồ giá đây. Rồi, cũng như hai cái đĩa cặp đĩa về đời thế kỷ 18, đời Lê Trịnh. Đến đây các bác lại tiếp tục so sánh màu men với màu men, màu lam với màu lam và sau đến các họa tiết chi tiết của nó. Rồi không thể là cần phải nói nhiều các bác nhận ra ngay. Cái nước men bên này này là nước men bóng sáng và đẳng cấp. Các cái họa tiết, các cái con lân thể hiện ở trên các cái bộ phận, các cái đuôi, các cái cơ thể, các cái đôi mắt, khuôn mặt, tất cả đều thể hiện sinh động, hài hòa và rất là gọi là có tinh thần. So với cái đĩa bên trái thì ta thấy nó kém có thể không ngoa khi nói nó kém đến một trời một vực so với cái đĩa bên phải mặc dù đĩa bên phải thì cũng không phải là đồ ngữ dụng đấy các bác cùng nhìn nào cái, cái vẽ con lân này cái khuôn mặt con lân này các bác thấy là nó rất tối tăm và cơ thể cũng vậy một cái màu lam tối đen chất lượng màu lam cũng kém và nó không hề có độ sâu gì cả trong các nét vẽ và những nét vẽ của nó thể hiện rất là kém cỏi và tuổi men các bác nhìn thấy đây này nó không thể hiện được cái 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 cái, cái độ 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 bóng ngả màu thời gian của cái đồ sâu tuổi và cái đồ này thì tôi không dám khẳng định là đồ mới nhưng cũng có thể chỉ cùng nắm vài chục năm không phải đồ cổ và đương nhiên nó là hàng phách một cái hiện vật tiếp theo cũng là đồ vẽ lân các bác nhìn thấy đây là ta có một cái đĩa bên phải vẽ hai con lân và đĩa bên trái là vẽ ba con lân rồi các bác cũng lại tiếp tục ta nhìn màu men trước nào bên phải nào rồi độ nó có cái độ trong độ bóng độ ngả màu thời gian hay ta nói khác là chất lượng men có thể nói là rất là hào hạng đấy bên này tất cả là một cái màu men ta cảm giác nó nhật nhạt dậy dãi nó, không 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 thể hiện được cái độ bóng của đồ 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 ngả màu đồ sâu tuổi cũng tương tự như cái đĩa vừa xong nó có thể không phải là đồ mới trong 10 15 năm năm gần đây nó có thể lâu hơn một chút nhưng nó cũng không đạt đến 100 năm tức là đồ cổ có thể cũng chỉ vài ba chục năm và như vậy thì bắt đầu đến sang đến các họa tiết ở bên này ta sẽ thấy là cái con lân này là các có thể hiện được các cái nét đặc trưng những cái nét hài hòa giữa các bộ phận uyển chuyển trên cơ thể của con lân các múi cơ các cái đường vân 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 chân mắt bòm đuôi vân vân đó, tất cả các cái giải thể hiện và kể cả từ màu sắc cho đến trình độ vẽ bên này bên trái đều kém hơn và ta nhìn thấy cái nét thiếu tự nhiên nữa đó chính là cái chân với cái con lân thì người ta vẽ chân bẹt ra như như chân còn ngan như này không có đúng ta nhìn thấy cái chân nó thể hiện rất rõ như này cơ mà như vậy thì ở cái 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 đĩa bên trái hiển nhiên các bác sẽ nhận ra nó là hàng giả thì đến đây các bác có thể phải 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 việc rất rõ các bác có thể có suy nghĩ là như vậy thì nếu đây nó là đồ dân dụng cái hình bên trái nó là cái dân dụng thì sao mà nếu nó là đồ dân dụng thì đương nhiên chất lượng nó sẽ kém hơn thì ta phải khẳng định với nhau là cái đĩa bên phải cũng không phải đồ ngự dụng. Đấy. Thế còn nó là quan dụng hay, hay dân dụng thì tôi cũng chưa trả lời được. Nhưng mà nói tóm lại nhìn về cái dấu ấn thời gian thể hiện cái độ sâu của màu lam cũng như cái độ cái cái dấu ấn thời gian thể hiện cái lớp lớp men ngả màu thời gian ở bên này nó không có và tôi dựa trên cái đó tôi khẳng định nó là đồ giả cổ chứ không phải là vì cái chất lượng nó kém nó kém hơn cái nét vẽ nó kém hơn mà tôi khẳng định nó là đồ giả cổ đó chúng ta phải lưu ý cái điều đó như ở cái phần lưu ý đầu ở phần đầu chương trình tôi đã thống nhất với các bác về khái niệm đồ sứ ký kiểu nó không chỉ có đồ dân dụng và quan à, ngữ dụng và quan dụng mà nó còn có cả đồ dân dụng đó. À, thứ ba hiện vật thứ ba thuộc về dòng đồ thầy nguyễn này tiếp tục cũng là những hiện vật vẽ lân cụ thể đây là cái ấm và cái hiệu đề hiệu đề này là oh, tự dưng tôi lại quên tên cái, cái tên của cái hiệu đề này à tôi nhớ ra rồi nó là mãn đường phúc ký cái hiệu đề này là của cái ấm này còn bên này là một cái bát cũng vẽ lân và cái hiệu đề ở đây là nhược thâm chân tàng, phải không ạ? Rồi bây giờ các bác hãy cùng 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 nhìn nào bắt đầu lại về nước men, cái nào đẳng cấp hơn, về họa tiết con lân bên nào đẹp hơn, tinh xảo hơn, về chữ viết hiệu đề bên nào viết đẹp hơn và nó sẽ ra ngay thôi phải không các bác. À, đây nè, tất cả các cái yếu tố đó ở cái ấm. Nó đều thể hiện tuyệt vời hơn Tất cả cái tiêu chí So với cái bát này Và chúng ta sẽ dễ dàng nhận ra à, Tôi không cần phải nói nhiều lần Đó. Tiếp theo là cái cặp đĩa vẽ Các bác có thể nhận ra đây là cái tích uh, Giao long tổ quốc phải không ạ Rồi cũng lại so sánh nước men Với nước men Họa tiết với họa tiết Màu lam với màu lam cái đĩa này thì tôi không nói là nó là đồ mới gần đây Nhưng cái màu men này, tuổi men này chưa thể đạt 100 năm Rồi thế còn các cái họa tiết thì nó rõ rành rành rồi Nó sờ sờ ra rồi, không cần phải nói nhiều Các bạn sẽ nhận ra ngay bên trái chính là hàn phách Đến đây là một cặp điếu bát Nó vẽ có thể là, là tạm coi là có cùng cùng về cơ bản là gần giống nhau về cái tích vẽ ta tạm coi là cùng tích vẽ đi thì để từ đó chúng ta đi đến cái việc so sánh thì các bác lại tiếp tục nhìn thấy cái màu men ngả màu này trắng mịn sáng màu men đẳng cấp ngả màu bên này nếu mà nhìn kỹ các bác thấy là nó có độ loang lổ một chút trong cái men và cái cái tuổi của men nó chưa thể hiện được cái độ bóng Ngã màu được như đồ bên phải và họa tiết này ta hãy so sánh để con trâu bên này với con trâu bên này vẽ người với người các cái nét của nó bên nào nó tinh tế linh động uyển chuyển và bên nào nó thô vụng và nó cứng và chúng ta sẽ dễ dàng nhận ra ngay cái đĩa bên trái chính là đồ copy tiếp theo cũng lại lại là các hiện vật liên quan đến điếu bát phải không ạ ở đây ta có 3 hiện vật thì có một hiện vật thuộc về dòng đồ ký kiểu thế kỷ 19 còn hai đồ vật thuộc về hàng giả thì các bác cũng lại tiếp tục so sánh ta hãy nhìn thấy nước men trước ở chỗ này tôi xin dừng lại nói kỹ về cái nước men cái này thì cái nước men ở đây ta nhìn đầu tiên là ta nhìn cái nước men của cái đồ ở bên trên đỉnh này ta sẽ nhìn thấy cái nước của nó nó dại dại nó nó không phải là cái 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 men đẳng cấp mà cái nét cái men này ta đã nhìn thấy là cái men dại dại rồi còn giữa hai cái điếu này thì sao đến đây các bác cần phải có một cái phân biệt rất là kỹ Bởi vì gần đây là rất là khôi hài có một số bác là mang một số những cái đồ um, <laughs> đầy đời, 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 rất là sâu tuổi mà nhìn thì cái nước men thì mới cứng xong là cũng mang những cái hình chụp vi lão vi giết ra bắt đầu nói nó là đồ đẩy nguyên đời rước thực ra thì nó nó không có đúng về nhìn cái men là người ta đã khẳng định được nó men non tuổi nó khác và đấy vậy thôi các bác nhìn thấy hai cái men này giờ các bác nhìn thật kỹ cái men nó bóng nó trơn chu nó đẳng cấp nó sáng nó ngả màu thời gian so với cái nước men mới nó vẫn khác các bác hãy nhìn thật kỹ và không chỉ nhìn ở đây ở đây các bác nên nhìn kỹ để để thật khó để diễn tả hết được toàn bộ những cái ý của tôi nói nhưng mà các bác ấy, tốt nhất là hãy nhìn nhiều hiện vật đồ thật đồ giả sau dần dần các bác sẽ sẽ nhận được ra ngay đấy. đôi khi chỉ nhìn nhìn ngay nước men là khẳng định được đồ mới hay cũ rồi tất nhiên để đánh giá được chính xác nó phải tổng hòa nhiều tiêu chí nhưng mà như cái này đấy thì với người kinh nghiệm thì có thể nhìn màu men thôi là đã có thể khẳng định được anh nào thật anh nào giả rồi rồi sau đến các họa tiết nào bắt đầu đến tảng đá này tảng đá này hoa với hoa con bướm với con bướm thì nó càng rõ nét đấy ta kết hợp các yếu tố vào và ra được ngay cái đĩa cái điếu bát này chính là hàng thật còn hai cái này chính là hàng fake đến đây thì lại có cặp điếu điếu bát nữa và cũng là thể hiện cùng đề tài thì có 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 bác nói là cái đĩa này là cái đĩa có tên một số bác thì nói là phú quý bạc đầu, một số bác thì bảo là phù dung con trĩ. Tôi cũng chưa biết chính xác nhưng mà ta thống nhất với nhau là nó cùng tên này. Nó thể hiện là cái nét cái 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 đề tài trang trí à, khá giống nhau. Về mặt tích, bài thơ cũng giống nhau. Đó là về mặt tích và nội dung bài thơ. Nhưng mà cụ thể tái đi vào họa tiết nào. Ôi bên nào nó tinh tế, màu men nó đẹp nét vẽ bên này từ con chim với con chim này hoa lá với hoa lá này các bác thì tự cảm nhận bài thơ là cùng nội dung bài thơ tuy nhiên tôi đã quên quên tên mất cái câu hai câu thơ này mất rồi cái, cái 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 nét chữ của cái bài thơ bên 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 cái điếu bên trái là sẽ tốt hơn rất là nhiều và cái màu men bên này nó trắng mịn sáng như củi dừa phải không các bác và ngược lại bên này là nó sần sùi gồ ghề Và màu sắc nó cũng kém hơn Mà không có gì khó để các bác khẳng định không các bác Đến đây các bác hãy cùng nhìn cái Hai cái cặp đĩa vẽ tích đạp tuyết tầm mai Rồi không có gì khó khăn nữa các bác phải không các bác vẫn theo những cái tiêu chí về nước men, về màu sắc, về chất lượng màu, màu lam, chất lượng họa tiết thì chất lượng đề tài trang trí tái so sánh bên này là một cái màu mới màu men mới cứng không một chút ngả màu thời gian cả nào chất lượng men cũng không tốt phải không các bác và họa tiết thì thôi không nói làm gì ta tự so sánh được ra bên này màu lam nó đẹp họ nét nó trong bóng à. tất cả hai cái đĩa này nó đều đẳng cấp hơn so với cái hình bên phải các bác dễ dàng nhận ra phải không ạ cũng tiếp tục ở đây là một cái phía dưới là mặt trước mặt sau của cái bát đồ ký kiểu thời Nguyễn đồ thế kỷ 19 đây và ở trên cũng là một cái bát thể hiện tích cùng tích vẽ là ở lã vọng câu cá phải không ạ rồi chúng ta không cần phải nói nhiều ở đây các bác nhận ra ngay cái màu men tươi mới không có một chút ngả màu thời gian nào cả màu sắc, màu lam thì nhạt nhạt. Đấy, các nét vẽ đều vô cùng kém tinh thần. So với bên này, so với cái phía dưới thì nó kém một trời một vực, không còn gì để nói. các bác. Đến đây là một cái cặp nẫm. Phải thú thật với các bác là khi đưa cái nẫm bên phải vào đây để 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 trình bày với các bác, tướng đã phải đắn đo phải quan sát rất là nhiều bởi vì nếu đưa lên mình đưa lên mà nội dung nó sai ấy, thì nó sẽ rất là nguy hiểm và nó sẽ không thật sự là không không hút cho nên cho, cho nên là tôi đã phải rất là cân nhắc thật kỹ thì ta cùng khẳng định sự cái đầu tiên với nhau là cái bên trái ấy, là hàng chuẩn cái đã nó chuẩn nó nó chưa chuẩn vì sao là vì từ màu men Chất lượng men Cái màu men ngả màu thời gian Và đến họa tiết Màu lam Màu họa là màu lam này Một cái màu lam thật đẳng cấp Và tuyệt vời Màu cuban ấy Và nó ngả màu, nó có độ sâu trong màu men Nó thể hiện những cái độ bóng Các cái nét vẽ của nó Rất là có tinh thần Và Mọi thứ Nó hài hòa và không có gì để nói đối với cái cái đĩa bên trái là một cái đồ đồ thật và tôi tôi theo tôi có thể đây chính là đồ do triều đình đặt hàng chứ chưa, chưa chưa hiệu đề nó hiệu đề nội phủ các bác nhé nhưng không phải vì cái hiệu đề nội phủ mà ta nói nó là đồ do triều đình đặt hàng nhưng mà tôi theo quan điểm của tôi đây là một cái 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 cái, cái chất lượng rất là tốt có thể ít nhất cũng là do đổ quan dụng trở lên và ngược lại cái bên này thì nó cái màu 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 men đấy các bác nhìn thật kỹ cho tôi nó chưa so với bên này thì cái màu màu men nó không một là nó không đẳng cấp bằng sau đấy ta sẽ nói đến là nó không có độ ngả màu tức là cái nó không tuổi men nó không sâu bằng cái đổ bên trái các bác hãy nhìn thật kỹ cho tôi, cái chỗ này tôi nói kỹ nhé và đến các họa tiết ở đây, các bác nhìn thấy là cái độ sâu độ hằn ở trên cái 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 mầm màu lam ấy nó cũng kém hơn so tức là non tuổi hơn so với cái bên trái. mặc dù họa tiết ở bên này theo tôi vẽ là tương đối đẹp và cũng khá là có tinh thần Đấy. nhưng tổng thể vẫn cứ thua cái cái đậm bên trái và dưới góc nhìn của tôi ừ, cái đệm bên phải này có thể không phải là đồ mới copy gần đây nhưng không không phải là đồ cổ không phải là đồ cổ mà là một hàng giả cổ khá là tinh vi cũng có thể được ba bốn chục năm đổ lại đó là cái 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 nắp bên phải ấy, đấy là theo cái góc nhìn của tôi Uhm, cái này thì hoàn toàn là trao đổi cho nên nếu như bác nào phát hiện mà lập luận và chứng minh được là cái nhận định của tôi là sai thì tôi sẵn sàng tôi xin lỗi và tôi xóa xin sẵn sàng xóa cái video clip này đi hoặc tôi chỉnh sửa nó đi đó là, là, là cái tôi rất uh, mang tính tinh thần cầu thị và tôi sẵn sàng đón nhận những cái ý kiến trái chiều uhm, tiếp theo là một cái cặp đĩa vẽ tích bá nha tử kỳ ở trên là hai cái đĩa cái đĩa này có hiệu đề giáp tý năm 1804 tức là đời vua gia long đây à, men dạn phải không ạ đồ men dạn mà dòng ký kiểu này khá hiếm các bác nhé bên này là vẽ bá nha, bá nha tử kỳ ở à đây các bác cùng nhìn ở phía dưới là mặt trước mặt sau của một cái đĩa khác à đây các bác cùng nhìn là hai cái phía trên cái này thì đôi về cái độ ngả màu thời gian và màu lam của nó thì nó rõ rồi các bác nhận ra ngay nó đủ thật xa đến cái này các bạn hãy nhìn thấy chất lượng men này này đó. và cái độ ngả màu của thời gian rồi sang đến chất lượng màu màu lam vì cái chất lượng màu lam của cái này nó tốt hơn cái phía dưới cái phía dưới này cái màu của nó tối tăm hơn và từ đó cộng thêm cái họa tiết ở phía phía trên này này những cái tảng đá đây là người ta thể hiện một cách những cái tảng đá rất là vách đá rất là đơn giản nhưng mà dù vẽ đơn giản nhưng ta vẫn có thể nhận ra được ở cái phía trên thì người ta vẽ nó vẫn có những cái nét nét dịu nét hài hòa hơn so với ở phía bên dưới phía bên dưới là mà một cái màu nó gắt hơn và hơn nữa màu lam so với màu lam ở trên nó cũng kém chất lượng hơn à xin lỗi màu men kém chất lượng hơn và nó chưa thể hiện được cái độ sâu tuổi của men nói khác là chưa thể hiện cái độ bóng cái độ bóng ngà màu thời màu thời gian của nó từ chất lượng cho đến độ ngà màu đều không đạt bằng so với cái cái đĩa phía trên và phía đằng sau ta nhìn nó càng rõ nét hơn đây là cái chôn đế là chôn cắt đấy phải các bác và theo quan điểm của tôi thì cái phía dưới này cũng chính là hàng copy Mặc dù nó không phải là hoàn toàn là đồ mới Nhưng nó cũng chưa thể đạt 100 năm Đấy là theo cách nhìn của tôi Tiếp theo là các cái cặp thể hiện vật vẽ về đồ ở Phượng Thư phải không các bác Thì ta nhìn rõ ngay Cái đĩa ở góc phía trên bên trái này Như theo tôi nhìn nhận Đây có thể là đĩa của Nhật Và đây không phải là hình vẽ mà là in rồi và cả màu men cũng kém hơn, Đấy, đồ 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 làm sau này thôi, không không phải đồ cổ rõ ràng rồi. đến sang đến cái này nước men non dại tươi mới và các cái họa tiết của vậy, các nét vẽ của nó rất là nhợt nhạt, à, thiếu tinh thần. và hai cái bên này, ấy, từ màu men sáng trắng, ngả màu, độ bóng và bên này cũng vậy, độ bóng này, độ sáng, độ mịn, độ ngả màu cũng như họa tiết của hai cái vật bên phải. Ấy nó đẳng cấp hơn rất nhiều so với hai vật bên trái. À, điều đó giúp chúng ta đưa đến cho chúng ta một cái kết luận rõ ràng. Tiếp theo là cái cặp mà dầm cùng với tích uh, tô đồng pha du xích bích phải không ạ? Thế các bác cũng cũng lại nhìn thấy rõ ràng rồi. Men với men, họa tiết với họa tiết, màu lam với màu lam, chữ viết với chữ viết. mà không có gì khó khăn cả các bác. Đến đây là hai cái cặp đĩa vẽ tích thiên hạ thái bình của các bác mà thôi để cho nó um, chắc chắn thì ta cứ gọi là phong cảnh nhân vật đi Ở rồi lại tiếp tục này độ trong sáng bóng của men so với hai so với nhau những cái nét đẳng cấp của chất lượng màu lam cho đến các cái độ nét vẽ bên nào nó khéo hơn nó có tinh thần hơn và ta sẽ kết luận được. được ngay cái bên phải ấy, chính là hàng copy và cuối cùng là hai cái cặp đĩa và bát phía trên là đĩa vẽ viên long phải không ạ đời thiệu trị khá nhiều đời thiệu trị kỳ kéo dài trong có tôi nhớ không nhầm là đời thiệu trị chỉ trong có 7 năm thì phải mà ông vua thiệu trị thì lại có có cái sở thích ký kiểu rất nhiều đồ 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 vẽ 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 rồng như là long viên long hoặc là long vân khánh hội hoặc là lưỡng long chầu nhật vân vân thì ở đây cụ thể ở đây là ta có hai cái đĩa vẽ viên long này và hai cái, cái bát cùng vẽ uh, lưỡng long chầu nhật phải không ạ? Cái chữ viết này cái hiệu đề ở đây theo tôi là theo tôi là thiệu trị niên tạo rồi đời vua thiệu trị vua thiệu trị hình như là trong khoảng một tám bốn mươi đến một tám bốn ba à 1847 ờ, vậy thì bây giờ ta sẽ trở lại đây rồi lại tiếp tục so sánh nước men với nước men. Họa tiết với họa tiết màu lam với màu lam. Bên này anh vậy. Ta so sánh và cụ thể các bác nhìn rất rõ là ta cùng nhìn cái đầu con rồng ở hai bên. Bên này là tất cả những nét của nó là chi tiết, nó hài hòa, linh động. So với bên này một cái màu sắc tối tăm rất cứng và các nét của nó kém hài hòa và ta sẽ nhận định được ngay không có gì khó khăn cả bên phải chính là hàng phách và bên trái chính là đồ đời vua thiệu trị và theo dự đoán của tôi thì cái cặp bát đĩa bên trái này hiện nay là có giá cũng rất là cao có thể cái giá đấu giá của nó cũng thể lên đến vài trăm triệu tiền việt nên là theo cái dự đoán của tôi và cuối cùng thì xin cảm ơn các bác đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào các bác.